cô. Dạ thưa cô, em ra 600 cô. Dạ em ra 1.000 cô. Dạ cô, em ra là 100 mà cô. Dạ tầng 67. Dạ tầng 765. Dạ. Trừ. Dạ là tầng 700. Câu D là bằng trừ 1.200. Là câu D của bài số 7. Cô ơi cô, trừ 1.200 mà sao cô ghi 1.200 cô?
Em ra là viết bằng 7. Dạ em quên đeo tai nghe vô. Dạ ít bằng a là bằng bằng 7. Dạ tại dạ có những số là -6, -5, -4, -3, -2, -1 cho đến 7. Dạ câu B là bằng -9. Dạ câu C là bằng 0. Câu D bằng -15. Cô con làm vậy con xảo quá cô. Cô bạn Cao Thanh nói là bạn nó đang vô á cô. Cô hiểu của cô sẽ nói. Ủa đâu cô? Bạn Cao Thanh nhắn là đang vô là của hồi mấy bữa trước ở bên nhóm tiếng Anh. Trước trong nhóm toán đâu có gì đâu. Còn cái nhắn kia thì em không biết.
Dạ. Viết chữ đẹp hơn. Dạ hiểu. Đã quá hiền luôn. Hiền giúp cô. Con chưa thấy ai mà hiền như cô luôn á cô. Cô hiền nên cũng hơi sợ. Cô hiền nên cũng hơi sợ.
Em là cô. Dạ kịp, nhưng mà nó không nhanh xíu. Nó hơi nhanh nhưng mà con kịp. Thôi thôi, nhanh lên cô, nhanh lên. Con em chưa kịp đi cái chi hồi nãy rồi con. Đây. Chưa. Rồi cô. Dạ có. Dạ. Đi cô. Ủa, cô nói cái câu nào cô? Cô nói cái câu nào? Cái câu nào cô kêu đi cái câu nào? Ủa, có thôi con. Rồi.
Xong rồi cô. Rồi. Sẽ xách cánh diều. Dạ cánh diều. Dạ hư cô có một a kết quả là dạ cô nhân khác dấu rồi trừ là 7 không phải dạ cô bằng trừ 4 trừ là 21 dạ cô b ra là trừ 14 bằng trừ 48 dấu cộng hết dấu rồi dấu trừ cùng dấu 48 dở cô là trừ 240 dở cô bằng 1200
cộng. Cô ơi, cái câu số 3 làm sao vậy cô? Dạ ra anh. Dạ bé không cô. Dạ thưa cô là 639. Là trừ 639. Dạ câu B con ra là trừ 639. Dạ câu D con ra là 639. Dạ con đang ghi. Con không biết, con cậu là tính ra không được, cô không tính thì con cũng không biết luôn. Ý như là nếu phải như mà tính ra thì con mới biết được, còn mà không tính không biết luôn á. Là con cũng không biết. Khác dấu số âm bé hơn đã hiểu không? À, bé hơn bởi vì dấu cộng với trừ nó sẽ ra số âm, mà số âm thì
Mẹ đúng không? Dạ. Số giường lớn hơn số giường. Số ba. Dạ. Dạ. Cháu bé dạ cháu số cộng bên đó là dấu cộng luôn. Hai bên này kết quả bằng nhau. Dạ, bài 4A ra. Dạ, con lấy số trừ 3 nhân với trừ 2 nhân với trừ 5. Dạ, nhân với số trừ 5. Dạ ra số 10. Dạ ra số trừ 12. Dạ kết quả ra trừ 120. Dạ bài B là vậy là 240, ủa lộn, trừ 240. Dạ cộng.
đợi xíu cô, gần xong rồi. Hai đợi cô xong rồi. Xong rồi cô. Dạ không. Phương tình thức là dùng để tính cái gì á? Dạ xong rồi. Dạ xong.
Dạ, ít. Ít bằng không. Ít bằng không từ năm hả cô? Dạ là âm không đó. Năm. Em bị lẹo quá cô. Hai cô. Dạ x bằng 0 cộng 4. 4. Dạ em. Dạ thưa cô, x của cái câu A là em ra bằng âm 1 cô. Bằng 1 cô. 1. Dạ hoặc bằng 3. Dạ là ba. Dạ là trừ x bằng không hoặc là trừ x trừ ba bằng. Dạ là bằng 3. Dạ là cũng bằng 3.
khó. Em quên câu. Em quên bật mic đó. Chia ra ít nhân ít bằng không hoặc ít cộng một bằng không. X bằng 1 bằng 1 à bằng 2 bằng... X chạy đi hàng ra đi trừ một ta một trừ một là trừ 37 trừ 7 trừ 17 ra giờ ra là 20 dạ là
Dạ là cộng 17. Dạ là 54. Chính dạ là 19. Dạ là ra cộng. Dạ là 486. Dạ cộng nhân trừ là ra 179 cô. Dạ kịp. Dạ cô coi.
Dạ. Cô là trừ 25. Nhân cho cô ơi, cô mít cô nó giật giật vậy cô? Cái mít cô. Dạ ra. Dạ là 30. Dạ đợi con tính cái. Cô là ra trừ 750. Dạ 75 nhân cho 20 là ra 1.500. Dạ kết quả cuối cùng là ra âm. Ra 750. À, 750. Dạ cô là 2.000, âm 2.000. 2.250.
thôi mà, trừ trừ cho là ba dấu trừ với lại một dấu cộng thì mình có coi như là trừ cộng hay là là ba dấu trừ với lại một dấu cộng là mình vẫn coi lại từ đúng không con? Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Dạ cô là ra dấu trừ. Dạ là số 0. Bé. Dạ là bé 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 hơn 0. Cái xong rồi cô ơi. Mẹ con Thanh mở mic được rồi hả cô? Mẹ mới lên tiếng. Mẹ biết. Mẹ cô nói gì? Mẹ biết. Mẹ biết. Mẹ biết. Chưa cô ơi. Cô nhà em không có cái bột gì á cô. Nếu có cô không được làm nữa cô. Thấy hành quả cô đang đẹp lắm.
chứ cô. Em chỉ biết làm tớp quốc kia sao? Là mình bánh làm bằng bánh tráng vậy, làm rồi á cô, bằng bánh không biết luôn cô. Chợ 18. Mấy khách đã nói là chưa xong mất rồi. Xong rồi cô ơi.
Dạ, ước của số 4 là có cô ước là gì quên rồi cô. Dạ là số 1, số 2 với lại số 4. Dạ thưa cô, ước của tám là không à, 1 2 4 8 cô, 1 2 4 8. Dạ thưa cô là -1 cô, -1 -2 -4 -8. Dạ Hồng, bye cô. Bye cô. Bye cô.